Con đi làm việc. Rồi, con thích làm việc thì hôm nay mẹ sẽ cho con làm việc. Rồi cài vào. Đằng nào tí nữa cũng tắm luôn mà. Nếu mà mình làm lúa mình phải cài cúc áo vào không là bị sót. Thấy chưa? Rồi. Rồi đi ra đây. Hôm nay bạn Sô thấy anh chị là phụ bố mẹ cho nên là cũng muốn làm các bạn ạ. Ra quét lúa nhá. Đây, đi ra rồi. Ra quét, cứ quét mạnh là được. Để mẹ mẹ thì bận đóng hàng. Quét đấy. Lan lấy cái cào, cào lên một đống để cho các em quét. Đúng rồi. Đấy, này làm việc. Nó lại mới có ăn. Đấy, nhanh không mưa này các con này. Đang mưa. Đây thằng An lấy cái cào. An lấy cái cào, cào gọn vào. Giống bố mày vừa cào để cho nó quét. Hất vừa, nó không hất sang bên kia bây giờ. Đấy. Cào đẩy vào không? Đúng rồi. Cào này đẩy vào hoặc kéo lên. Đấy, đúng rồi, đẩy vào. Được cào thế cũng được hoặc là cào kiểu kia. Bố dạy cho con mà nào. Kéo vào thành một mô thế. Xong rồi sang bên chỗ kia nữa. Rồi thế là thành một mô này. Sâu quét chỗ này này, sâu sang bên này một quét này. Đấy. Quét xong đi tắm thôi có gì đâu. Lao động là vinh quang. Nhà bé mẹ không làm suốt. Đấy, quét hết vào. Thằng hai cầm hai tay mới quét được chứ. Đúng rồi. Cầm một tay em không biết làm chứ phải mày đặt. Họ quét bên này này. Cào kiểu gì với mày? Cào lại bây giờ chia ra thành hai đống cho xem nào. Cái chỗ đấy cào chia ra hai đống nào. Đúng rồi, cào sang bên này đúng. Mạnh lên, mạnh tay lên. Cào mạnh tay lên. Quét vừa vừa thôi, người lại bắn khắp nơi. Cào đây nào, cào sức khỏe đâu nào. Cào thành một đống tròn thế nào. Đúng rồi, cào lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Muốn tạo thành một đống tròn mình phải đứng lên giữa cái đống. Cào 2-4 vòng quanh lại. Đấy. Nhanh cũng mưa đến nơi rồi. Mình phải đứng lên trên này, mình cào lên cái tâm của nó, anh con hiểu, đứng lên trên giữa cái đống nó. Đó, mình sẽ tạo là cái chỗ nào là đống là đúng rồi, cào lên. Rồi, bên đằng kia nữa. Ui giời ơi. Rồi, sắp mưa rồi. Sôi giỏi quá. Anh An cào mạnh lên. Đó. Nhung này. Sâu giỏi thật đấy. Ra đằng kia cào con đi. Anh An anh cào kém quá. Thôi nếu mà chưa có cho nó quét nữa thì nghỉ ngơi một tí. Ra cho bố này. Nhanh lên không mưa thật sự ấy. Mưa thật sự là ướt hết bây giờ đấy. Thôi đi ra ngoài kia cào đi ăn ơi. Ra cái bãi ngang kia cào gọn nó thành đống với nhau. Ra cái bãi ngoài đường kia. Ngoài đấy thì không cần phải quét đâu nhưng mà chỉ cần cào thôi. Để cho anh quét cào ngoài đấy thôi. Cào thành từng đống một chia ra. Ngứa không gây nguy hiểm. Ngứa thì gãi. Làm xong đi tắm. Đấy ra ngoài kia xem anh nhỉ. Ngoài đấy chỉ cần lấy mấy cái bìa lấy cái vòng quanh cầm như này hất lại là nó thành được. Đấy quét đi kìa. Sâu mà quét đi kìa. Sâu giỏi quá. Ra cái này là thế này. Hất mạnh lên, cầm gần đến, cầm gần, đúng rồi. Đấy, hất mạnh vào. Đúng rồi, cầm 4 vòng quanh hất. Bên đằng kia nữa con đây, mép đằng kia nữa. Đúng rồi, con cứ đi vòng quanh con hất lại cho bố thế là được. Đấy, đúng rồi, đúng. Đi từ đây sang bên kia luôn. Đúng rồi, giỏi quá. Hất mạnh vào. Rồi. Đúng rồi.
Thôi thoại này lấy cao cao gọn vào để cho em quét đấy. Đấy. Cao gọn vào nào, cao kéo vào sang bên bố, kéo thẳng, đúng rồi. Ở đấy không phải quét thế con ạ, con cào thế nào, con dí cái chổi xuống kéo sang bên kia nào. Đúng. Đúng, 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 rồi sau quét từ đây sang này. Sau quét từ đây vào này. Đúng rồi. Cào cái cục to đấy vào. Chỗ nào nhiều thì mình cào, đúng. Rồi sau quét đấy. Đúng rồi, sau quét đấy. Ôi các bạn ơi, ngày mùa đến rồi các bạn ơi. Hôm nay nghỉ học rồi các bạn giúp bố mẹ cào lúa này nha. Đấy, anh An đang làm ở ngoài kia. Ở quê các bạn có cây lúa không? Nhà mình vẫn cây lúa nha. Mệt không Nhung ơi, mệt không? Không mệt à? Ừ. Nhung rất là thích với công việc này các bạn nha. Mệt quá hả? Lần đầu con được quét lúa con thấy thích không? Không, con thích mệt. Con thích nữa con mệt à? Bây giờ con phải ra con rửa tay chân đi nhá. Con ra sau cái thau nước sạch ấy. Nghe chưa? Đây này, toát hết mồ hôi rồi các bạn ơi. Đấy, chịu khó lắm ấy. Đây, xong con rửa chân tay sạch sẽ đi nghe chưa? Tí nữa mẹ mua kem cho ăn nghe chưa? Rồi đi rửa chân tay đi. À vâng, đeo vào đi. Đi rửa chân tay đi để mẹ đóng hàng nhá.